Kính thưa Bác Linh, Cố Minh Trưởng, Thích Đảm Nhiên, Thế Danh, Nguyễn Thị Trừng. Kính thưa các vị đại biểu, Tan Quyến, Gia Đình, Cố Lê Trường. Kính thưa các vị đại biểu, Thượng Tọa, Đại Đức, các vị Tăng Ni, Tín Đồ Phật Tử, quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân thôn nhà. Giữa lúc cán bộ và nhân dân địa phương đang ra sức thi đua, tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa chiêm xuân 2015 đầy hứa hẹn và lập thành tích kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, ôi một tin buồn đột ngột đến với các vị Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, Tín Đồ Phật Tử, với Tan Quyến và toàn thể nhân dân và chùa Châu Luân. Cố Lý Trường, Thích Đảm Nhiên, Thế Danh Nguyễn Thị Trừng, sinh năm 1925 tại thôn Trà Dương, xã Tống Chân, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, chủ trì chùa Châu Luân, thôn Khả Năng, xã Quỳnh Châu. Sau một thời gian, Cố Lý Trường lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ, các tín đồ, nhân dân địa phương, nhà chùa cùng gia đình chăm sóc cứu chữa, song vì tuổi cao sức kiệt, Cố Lý Trường không qua khỏi và đã an nhiên viên tịch hồi 19:15 ngày 3/4/2015, nhằm ngày 15/2 Ất Mùi. Cố Lý Trường trụ thế 91 tuổi, được sự thống nhất của Ban Chấp hành Hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ và Ban Tang lễ của địa phương thống nhất tổ chức lễ truy điệu và lễ tiễn đưa Lý Trường vào hồi 14:30 ngày 5/4. Sau đây, Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Văn Trọng, Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Châu Phương lên đặt vòng hoa, xin trọng kính mời. Và kính mời ông Đoàn Sinh Hải, Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Khả Năng lên đặt lễ tưởng niệm. Như vừa xin được đặt kính mời. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho Tang Quyến của gia đình Lê Trường, quê hương Tống Chân, Phủ Cử nên có đôi lời phát biểu cảm ơn, xin chào kính mời. Kính thưa Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Thái Bình, Ban trị sự Phật giáo huyện Phủ Quỳnh Phụ, kính thưa các bậc hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc của huyện Quỳnh Phụ và xã Quỳnh Châu, cùng các Cố Lý Trường, Thích Đảm Nhiên có đôi lời cảm ơn. Cố Lý Trường, Thích Đảm Nhiên sinh năm 1925, tên khai sinh là cụ Nguyễn Thị Sừng, tên thường gọi là Cố Lý Trường, Thích Đảm Nhiên, sinh quán tại thôn Trà Dương, xã Tốc Chân, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, thường trú trú tại chùa Châu Môn, thôn Khả Năng, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cụ xuất giá tu hành năm mới tròn 16 tuổi tại chùa Châu Môn, thôn Khả Năng. Sinh thời khi cụ còn mạnh khỏe, đã được các ngành Phật giáo các cấp, chính quyền địa phương và nhân dân giúp đỡ tận tình. Khi cụ ốm đau cũng được các bậc hòa thượng, đại đức, tăng ni, Phật tử và nhân dân đến thăm hỏi, chăm sóc, động viên cụ sống khỏi bệnh. Nay cụ con lâm bệnh nặng vì tuổi cao sức yếu, cụ không qua khỏi, cụ đã thâu thần hiện tịch 19:15 ngày 15/2 năm Ất Mùi.
Phú hưởng thọ 91 tuổi. Này được sự quan tâm sâu sắc của các bậc thượng tọa, đại đức tăng ni Phật tử, các quý vị đại biểu đại diện của đảng, chính quyền, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc, các cấp, các cơ quan đoàn thể, chính trị xã hội trong thôn, trong xã, trong huyện và trong tỉnh, và các gia đình đại đức Phật tử tăng ni gần xa, gia đình anh em cùng các cháu nội ngoại tộc và quý khách thập phương, bà con lối xóm đã đến kính viếng linh hồn cụ con, chia buồn cùng nhà chùa và gia đình, đưa tiễn cụ con về nước. Trước con bùi ngùi xúc động sự mất mát đau thương và ngập ngùi sự quan tâm sâu sắc của các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, mà đặc biệt là ban tổ chức lễ tang đã hết lòng nhiệt tình tận tụy chăm lo công việc cho cụ con rất chu đáo trang trọng. Chúng con không biết nói gì hơn hết, chỉ cúi đầu đa tạ. Trong lúc tăng ra hối rối, gia đình và nhà chùa có nhiều khiếm khuyết, chúng con rất kính mong được lượng thứ, xin vô cùng chân thành cảm ơn. Ban tổ chức tang lễ, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý đại biểu, quý khách xa gần cùng toàn thể. Nam mô A Di Đà Phật.
mây bay giăng sầu, chiều mưa hiu hắt đường về chốn xưa. Đi lên chùa lòng thấy hoang vu, thầy vắng xa chùa giờ đây trôi qua bao năm đã phôi pha rồi, khuất xa rồi thầy đã ra đi, lòng ngậm ngùi nhớ. Vào ngày xưa thầy nhìn con dạy dỗ ân cần, lời van xoan từng nghĩa câu kinh, thầy dạy con từ bỏ sân si, dìu đời con từ giã mê lầm. Nhưng vô thường đổi thay thế gian, trôi lanh hoài trầm lương thế nhân, vắng xa thầy đời như chân mưa, còn tìm đâu ánh sao trong đêm dài soi đường. Bao năm qua rồi lòng con luôn nhớ người thầy kính yêu, công ơn người nguyện khắc trong tim để nhớ. Thank you.
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật. Thank you.
Phật, A Di Đà 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 Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.